Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại kênh youtube của Di MV Chuyên mua bán trao đổi các dòng điện thoại cũ giá rẻ hôm nay là ngày mùng 4 tháng 10 năm 2024 các bác nhá. Và em lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu review những sản phẩm một cửa hàng điện thoại Jio trong ngày hôm nay. Và bác nào lần đầu tiên xem kênh của bên em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like video các bác nhá. Bên em là bán điện thoại cũ, giá rẻ, phù hợp cho những cái bác thích cấu hình cao, giá cả hợp lý và chất lượng thì và tình trạng như nào thì em sẽ báo rõ trong clip này luôn. Và giá cả bao nhiêu thì em sẽ báo rõ trong clip luôn các bác nhá. Và hình thức mua hàng của bên em như sau, nếu bác nào ở Hà Nội các bác qua trực tiếp cửa hàng điện thoại Jio AMV 111 triệu khúc Hà Nội để xe máy còn nếu ở xa không qua được thì các bác cọc tiền sau đó bên em ship hàng tận nơi cho bác các bác nhận hàng mở ra kiểm tra hàng đúng như mô tả trên video thì các bác thanh toán các bác nhá ấy thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho bác những dòng sản phẩm của cửa hàng điện thoại Zio MV trong ngày hôm nay và bác nào cần quan tâm trước nào thì nhắn tin zalo để đặt hàng sản phẩm đầu tiên mà em giới thiệu cho bác không phải là dòng điện thoại mà chính là cái dòng Galaxy Book của Galaxy Book 3 Go 5G một con máy tính các bác nhé một con laptop hàng full box 100 trăm Nói chung là dòng cái laptop này thì Đây vẫn còn tem niêm phong này Đấy dòng laptop này thì đó là mới 100% Và chưa edit các bạn nhé Đấy chưa sử dụng đến Nghĩa là các bác về là các bác bỏ ra Đó là một con máy mới 100% Đây em sẽ gọi là cầm cho các bác xem đây Đấy máy tính đây máy tính Galaxy Book các bạn nhé. Go 5G. Con này thì em đã bóc ra rồi và khi một cái hộp gửi đi sẽ có gồm một bộ sạc cáp và máy thì là mới 100 trăm không một vết xước nào các nhé. Con này là hàng gọi là hàng chưa sử dụng đến. Đấy, các bác về các bác mở lên các bác cắm sạc vào thì các bác phải edit máy lên thì mới dùng được. Đấy, máy thì không một vết xước nào thậm chí những cái hạt bụi cũng không có luôn. Con này thì à... Cấu hình thì các bác có thể tra lên Google là Galaxy Book 3 của 5G các bác nhá. Đấy, bộ ở trong là một chai 8 GB, con này có khe cắm thẻ nhớ này, à, khe cắm SIM này. Đấy, cái jack tai C này, micro này, rồi à, um mắc micro rồi UB các kiểu đại loại là cổng khóa này rồi mic các kiểu đầy đủ các nhá Nói chung là các bác có thể gọi Zalo bằng máy tính này xem phim nghe nhạc các kiểu của giải trí con này con này thì lặng có một cân tư thôi Galaxy Book 3 có 5G mới 100 trăm full box đấy, chưa sử dụng đến giá hiện tại em đang bán cho các bác là 6 triệu rưỡi rồi các bác nhá 6 triệu 500 nghìn đấy, đầy đủ hộp biết các kiểu đầy đủ sạc cáp theo máy luôn và sản phẩm tiếp theo là những cái dòng điện thoại em sẽ review cho bác trong clip ngày hôm nay Dòng điện thoại đầu tiên chính là con Galaxy A31. Hôm nay còn A31 có đúng hai chiếc. Đây chính là hai con Oppo A31 các bạn nhá nhầm, nhầm là Galaxy. Tại vì nhà em bán Samsung nhiều quá. Con này là con Oppo A31, phiên bản này là phiên bản uh, quốc tế. Đấy, A31 này hình thức máy mới 99%. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Vân tay bên cạnh này. Đấy, máy này thì được trang bị cho em là RAM 6GB, bộ nhớ trong của nó là một chai 8GB. Tất cả các chức năng hoạt động ok hết các bạn nhá. Oppo A31 hai sim hai sóng, ram 6 128 GB. Nói chung là gọi là phù hợp cho những người kinh tế mình vừa phải thì làm con này cũng được. Đấy, 2.200.000 là các bác đã được sở hữu một con Oppo a 31 rồi Và sản phẩm thứ hai em giới thiệu cho bác chính là con Oppo A56. Oppo A56 cũng là hàng mới 99% nó còn nguyên hộp các bác nhá. A56 là còn nguyên box luôn. Đấy, nguyên bóc, nguyên hộp luôn, đầy đủ sạc cáp, ốp lưng, dán màn hình cho các bác. mới 99% vân tay bên cạnh này, một chiếc màu xanh và một chiếc màu đen. hai con này thì gọi là đẹp nét nè nẹt luôn các bác nhá. Oppo A 56 con này thì các bác sẽ được màn hình của nó khoảng 66 inch, 2 sim 26, sóng, ram 6.128G tất cả các chức năng hoạt động ok. Oppo A 56 5G này bộ trong là một chai 8G, ram 6G cộng 2 các bác nhá. con này 2 sim 26 sóng thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 2 triệu 700 nghìn và tặng đầy đủ cho bác sạc cáp ốp lưng và giá màn hình Oppo A56 các bác nhé và sản phẩm tiếp theo mà em giới thiệu cho bác chính là con Oppo A53 A53 thì nghe cái tên của nó thì nhỏ hơn là A56 nhưng mà thực tế thì cấu hình của nó sẽ nhỉnh hơn con A56 một tí con này thì uh, giam 8GB còn A56 thì giam của nó chỉ có là 6GB được các bác nhé và màn hình con này cũng là màn hình đẹp Màn hình con này thì uh, em đã bên em đã kiểm tra hết rồi, các chức năng ok RAM 8 1 chai 8GB. Đấy thì uh, đủ để có, cho các bác cái nhu cầu sử dụng hàng ngày cơ bản các bác nhá. Oppo A53 này mới 99% RAM 8 3, bộ trong là 1 chai 8GB. Con này thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 2 triệu các bác nhá. 2,8 triệu Oppo A53 này có nguyên cả hộp box này. Đấy, 53 này thì bên em còn rất là nhiều đấy các bác không có sức mà chọn thôi A53 toàn full box rồi con này thì vẫn còn rất nhiều đấy nhá Alamba này đầy đủ cho các bác hộp này rồi mà ốp lưng ốp lưng thì em sẽ để trong cái 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 này nhá đấy, về nhiều bác không để ý nữa các bác lại vứt đi đấy, ốp lưng thì em sẽ để trong cái này này đấy, để trong cái này ốp lưng sạc cáp rắn màn hình đầy đủ cho các bác Oppo A53 full box mới 100 trăm chín chín đến 100 trăm gần như không một vết phết trước nào thì giá con Oppo A53 này hiện tại là 2 ,8 triệu 8 nha các bạn nhé Đấy Oppo A53 này Đấy 8 128GB 2 sim 2 sóng Nói chung dùng cơ bản thì các bác có thể dùng những con như này Là ok rồi Đấy nhận hàng là các bác nhận một cái hộp như này Đầy đủ phụ kiện bên trong các bác nhé Và đây chính là con Oppo A53 Giá 2 triệu 800 nghìn Mới 99% Có màu đen và màu xanh Xanh như này Đại loại màu đen màu xanh các bác nhé Giá hiện tại là 2 ,8 triệu 8 Đấy là tất cả những cái dòng Oppo mà bên em đang có Ngoài ra thì bên em cũng mới về được cái dòng chính là dòng Xiaomi Xiaomi này cũng là một thương hiệu nổi tiếng của của Trung Quốc này Phải nói các bác là riêng dòng Xiaomi chính hãng này rất dùng cực kỳ sướng luôn Trước mà các bác đây chính là con hai con Xiaomi K50 Ultra Đấy K50 Ultra là cấu hình cực kỳ khủng luôn Hai con này hàng đẹp 99% các bác nhé Có nhìn một con màu bạc và một con màu xanh Hai con này đẹp 99% gần như đẹp nét nẹt nẹt luôn Đấy nếu mà có phẩy thì nó cũng chỉ gọi là phe phẩy siêu nhẹ thôi các bạn nhé không thể tránh được những cái vết gọi là siêu bé qua này thì anh em sẽ được sở hữu cho em một cái màn hình AMOLED 6,7 inch phiên bản này là phiên bản đã chạy đôn quốc tế mới nhất HyperOS mới nhất rồi Đấy, Xiaomi HyperOS là cái phiên bản do bọn Xiaomi nó tùy biến các bạn nhé qua đây bộ trong của nó là 256GB RAM của nó là RAM bao nhiêu RAM 12GB các bạn nhé Đấy, 12 cộng 4 này Chip Qualcomm Slap là 8 gen 1 Con này tất cả các chức năng hoạt động ok 2 sim hai sóng Giá thì hiện tại đang là 5 triệu 990 Và bên em sẽ kèm cho các bác một bộ sạc cáp siêu nhanh 67W các bác nhé Riêng con K50 này kèm một cái bộ sạc siêu nhanh 67W luôn Và dán màn hình thì em sẽ dán sẵn Còn ốp lưng thì anh em về tự mua Em chỉ tặng cho các bác là sạc cáp 67W và dán màn hình thôi Đây chính là con Xiaomi K50 Ultra 5G Có màu xanh và màu bạc hai màu cực kỳ đẹp luôn Đấy, 5 triệu 990 riêng con này về nha các bác dùng cực kỳ mượt luôn mà kể cả camera của nó này rất là sắc nét luôn các bác nhá Đấy, tần số quét của màn hình lên tới 144hz cơ không phải tầm thường đâu con này giá hiện tại cho các bác là 5 triệu 990 và loại này thì em cảm thấy nó cực kỳ mượt luôn trong cái tầm tiền của nó các bác nhá và bây giờ em giới thiệu bác những dòng điện thoại điện thoại thì hôm nay uh, trong cái tầm tiền hơn hai cổ thì còn một cái mã là A22 Plus con này giam 4 128 gb 8g pin 5.000 2 triệu 3 000. vân tay bên cạnh máy thì đẹp tầm 98 Đấy, 98% tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, Samsung Galaxy A23 Plus, màn hình LCD. Con này thì gọi là phù hợp cho những cái bác thích đồ đồng cuối đá các bác nhá. Giá 2 ,3 triệu 3 này. Rồi trong cái tầm tiền hơn 2 cổ thì em còn cái mã là A31 không biết A31 đâu rồi. Em nhớ em còn một cái A31 nữa các bác nhá. Giá là 2 ,21 triệu 21. Và cái sản phẩm tiếp theo trong cái tầm tiền hơn 2 cổ thì em giới thiệu bác chính là một con A42. A42 em còn một chiếc nữa, màu trắng ngọc tờ rinh, Hôm trước thì có 3 4 cây, ngày mai khả năng về thêm vài chiếc Galaxy A42 nữa. Con này thì uh, hàng đẹp 98 99% tất cả các chức năng hoạt động ok siêu lướt luôn các bạn nhá. Đấy, siêu lướt luôn này vỏ vùng các kiểu ok nói chung là siêu lướt này thì nếu mà các bác xoay kỹ thì nó cũng có những cái vết xước nhẹ nhưng mà cái điều đấy là điều không thể tránh khỏi được nhưng mà quan trọng nhất là một con máy nguyên zin nguyên bản và tất cả các chức năng hoạt động ok màn hình sáng đẹp coi nhá đấy tổng cái, tổng quét lại như này nó là một con máy cũng tương đối là đẹp rồi rất là đẹp rồi coi nhá con nha. này là a 5 g phiên bản hàn quốc màn hình amoled 6,7 inch bộ như trong của nó là 128GB, 8 g ram 4 g có hỗ trợ đâm cờ, 5 g pin 5 giá 2 triệu 800 nghìn các nhé một sim bản Hàn Quốc 2 triệu 8 rồi 2 triệu 8 có một cái mã Galaxy A23 2 triệu 8 con này hàng đẹp 99 A23 màu trắng ngọc tờ ring, vân tay bên cạnh màn hình 6,6 inch ram 4 một chai 8 g pin 5 2 triệu 8 này rồi một cái mẫu tiếp theo chính là cái con Samsung Galaxy M23 trong tầm tiền hơn hai cổ thì M23 này cũng là một trong cái lựa chọn hay con này thì 4 128 g pin 5000 một sim bản Hàn Quốc máy mới 98 con này giá hiện tại đang bán cho bác 2 triệu 7 quá nhá 2 triệu 7 có màu xanh và màu đỏ lục này 2 triệu 7 bên em thì M23 này bên em còn rất là nhiều và cái sản phẩm hơn hai cổ tiếp theo nữa chính là con Galaxy A32 Plus A32 Plus này thì ram 4 128 g nói chung là mấy cái con này em thấy cấu hình nó cứ sẵn sàng, sàng với nhau cũng 4 128 g pin 5000 để màn hình LCD Đấy giống hệt nhau thôi có qua, quan, quan trọng là anh em thích form dáng kiểu gì thì các bác chốt kiểu đấy thôi Chứ còn về cơ bản thì em thấy nó dùng nó cũng chả khác nhau cả Mấy con M23, A23, mấy A32 Plus thì em thấy nó giống hết nhau luôn Từ camera này đây này Ví dụ như cái bọn A32 Plus này nhá A23 này, A32 Plus này em thấy cái camera nó giống hết nhau Chỉ chẳng qua là nó làm cái cụm nó khác đi thôi Chứ còn đề lát này, cũng cái vân này đấy, Cũng cái vân, cũng cái cam nhỏ này Cũng cái cam nhỏ này rồi phở lát đây phở lát đây ba cặp đây ấy nó chỉ làm khác cái kiểu cách đi một tí thôi là nó thành cái tên máy khác thôi chị em thấy nó chả khác cái gì cả đây từ cái phím nguồn cái vân tay này ấy nó gần như nhau các bạn em ấy thì giá hiện tại em đang bán cho các bác để từ cái rắc 3.5 luôn phải nói là samsung nó cũng rất là khôn khi mà nó sản xuất ra cái mã máy khác nó chỉ biến đổi đi một tí thôi nó thành cái mã máy khác rồi nên em bán gần như là giá cũng tương tự nhau ấy hai triệu sáu trăm nghìn hai triệu tám trăm nghìn đại loại này em nhập giá nào thì em bán kênh đi một tí tí gọi là bán cho giá đấy thôi chứ còn về cơ bản thì em thấy nó chả khác nhau cả đấy màn hình cũng như nhau châu bò pin năm nghìn ram bốn một gb a 32 plus giá 2 triệu 6, tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho các bác nhá các bác nhá và trong cái tầm tiền hơn hai cổ thì còn một cái mã nữa đây chính là con a 32 nhỏ màn hình amoled con này thì nhỏ gọn hơn nhưng mà được cái là cái màn hình nó đẹp hơn màn hình là màn hình AMOLED RAM 464GB pin 5000 cây này phù hợp cho những cái bác mua về cho người già các kiểu Đấy, dùng quang quật các kiểu ok pin trâu các bạn nhá 464GB pin 5000 giá là 2 triệu 6 có màu đen và, và, màu tím và trong cái tầm tiền hơn 2 củ thì có một cái mã nữa trong cái tầm tiền hơn hai củ cụ thể là 2,9 củ các bạn nhá thì đó là cao cấp nhất của dòng hơn 2 củ rồi thì con này hiện tại là một cái máy đẹp 99% có màu trắng và màu xanh Đấy, vân tay bên cạnh này con này 4 cam sau, một đèn flash, có sạc nhanh, có rắc 3.5, tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, cây Galaxy M23. À, m 33 m m 33 gồm 4 cam sau, một đèn flash, màn hình AMOLED, đấy, à, màn hình LCD các nhé. Con này màn hình LCD nhưng được cái RAM của nó rất là cao, RAM 6 trên 128GB, pin 5000. Nói chung con này thì đáp ứng tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày các bác. Một cách trơn tru các Con này giá hiện tại nó bán là 2 triệu 9. Trong cái giá này thì sẽ bao gồm ốp lưng, xà cáp và dán màn hình đầy đủ cho các bác Galaxy M33 2 triệu 900 nghìn Và bây giờ thì em giới thiệu cho các bác những dòng máy trong tầm tiền hơn 3 cổ của bác nhé Anh em sẽ nghe và giới thiệu nhanh cho các bác Đầu tiên chính là con A33 Phiên bản Hàn Quốc Con này thì uh, RAM 6 128GB màn hình AMOLED 6.5 inch Con này pin 5.000 Giá hiện tại em đang bán cho các bác cây này là 3 triệu tư Samsung Galaxy A33 5G Đấy, 3 triệu tư cây này đẹp 98% các nhá A33 5G này 98% này Đấy. Hình thức ok chưa các bác Màu trắng ngọc Toring 4 cam sau màu đèn flash Nói chung bọn này nhá Samsung nó sản xuất cực kỳ khôn luôn Các bác nhìn cái cụm camera này Về cơ bản thiết kế gần giống nhau luôn Nó chỉ khác mỗi cái cái hình thù của nó thôi Đấy, 3 cam sau 4 cam sau cũng một flash như này Đấy, Thiết kế gần giống nhau luôn có này được cái cái màn hình của nó đẹp màn hình của nó là màn hình AMOLED giá hiện tại cây này em đang bán cho các bác là 3 triệu tư Galaxy A33 các bác nhé Và có con Galaxy A71 bản Hàn Quốc màu đen Con này thì uh, máy 98% tất cả các chức năng hoạt động ok Màn hình AMOLED 6.7 inch Và RAM 8GB bộ như trong là 128GB Pin 5000, à pin 4 rưỡi Con này thì pin 4 rưỡi nhưng RAM 8, 128GB Màn hình AMOLED màu sắc cực kỳ đẹp nhé Hình thức thì tầm 98% Nghĩa là cũng có phe phải nhẹ một tí ở trên viền Không thể tránh được Đấy, Thì giá hiện tại đang bán cho các bác là 2, 3 triệu rưỡi Galaxy A71 Và trong cái tầm tiền hơn 3 cổ thì em có một cái mã nữa Đây chính là con Samsung Galaxy A90 5G Màu đen huyền bí con này hàng đẹp 97%, nói chung con này cực kỳ mượt luôn, cầm rất đầm tay nha các nhá. Trước sau đều bằng kính này RAM 6 128 GB pin 4500, chip slap là 855. Con này giá hiện tại em đang bán là 3 triệu 3, 3, một con Samsung Galaxy A95 g. Và bây giờ thì em giới thiệu cho bác những dòng máy trong tầm tiền mà hơn 4 củ các nhá hơn bốn củ thì khá là nhiều máy để cho các bác lựa chọn thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho bác còn lại một con Galaxy S15G giới thiệu lốt cho các bác S15G trước sau đều bằng kính còn một con màu vàng gold hình thức máy tầm 97 phần trăm trên viền có những cái vết xước nhẹ ấy xước nhẹ các bác nhá nhưng mà màn hình thì đẹp trong veo và lưng thì đẹp này lưng thì ok, lưng đẹp màn đẹp nha các bác nhá. Chỉ có mỗi cái viền hơi phải thôi. Con này thì tất cả các chức năng hoạt ok, độ phân giải của mình là 2K, kích thước là 6,7 inch, bộ trong là 256G RAM 8GB. Con này giá hiện tại nó bán cho các bác là 4 triệu 4 các bác nhá, 4 triệu 4, 4. Và trong cái tầm tiền hơn 4 củ, sản phẩm tiếp theo chính là cái mã Galaxy M53. M53 này thì bên em còn được khoảng tầm gần chục cái nữa. M53 bản Hàn Quốc, hình thức đẹp 98 đến 99%. M53 màu đen huyền bí các bác nhá. Con này các bác nhìn này, độ mỏng của máy nhá, cực kỳ mỏng luôn. Độ dày của máy nó là 0.9 mini. Đấy, đẹp chưa các bác? 0.9 mini, cực kỳ mỏng vân tay bên cạnh nên là khi các bác ví cầm máy này này, các bác chỉ gắn cái sờ cái tay lên đây, cái nào nó sẽ nhận được cái vân tay ngay. Để xem còn nó có pin giới thiệu cho các bác nhé Đây, màn hình AMOLED 6.7 inch, cam trước là cam đục lỗ, RAM 8 128 GB pin 5000, phiên bản Hàn Quốc một sim. Đấy, giá hiện tại nó bán cho các bác cây Quantum 3 hay chính là con M53 này giá 4 ,2 triệu 2 đối với những con màu đen đẹp 98 đến 99 còn ngoài ra thì có những cái con màu trắng này thì hình thức của nó hơi xước hơn thì là 3 ,9 triệu 9 thôi nha 3 triệu Đấy, hình thức nó gọi là hàng A trừ A trừ thì trên viền của nó này Đấy, nó sẽ hơi xước nhẹ một tí như này Ấy, thì gọi là hàng A trừ còn lại thì nó chả có làm sao cả tất cả các chức năng hoạt động ok đấy thì Galaxy M53 hay Quantum 3 này là một giá 3 triệu 9 cho đến 4 triệu 2 thì trong cái phân khúc mà tầm tiền 4 củ thì sản phẩm thứ hai chính là M53 là và sản phẩm sản phẩm thứ nhất chính là S10 5G và một cái sản phẩm tiếp theo chính là con lốt 10 5G các bác nhé lốt 10 5G trước mặt các bác đây là một con màu đa sắc phiên bản Hàn Quốc con này thì được cái màn hình cong 6,3 inch RAM 12 trên bộ trong là 256 GB, còn một cây duy nhất cuối cùng có hỗ trợ 5G. Đấy, ghi của gọi đầy đủ, con này 4 triệu 2 các bác nhá. 4 triệu 2 bằng mấy con Galaxy M53, con này thì dành cho những cái bác mà gọi là đút túi quần túi áo nhiều ấy thì các bác lựa chọn con Note 10 5G này cho em. Và trong cái tầm tiền hơn 4 củ em còn một cái mã nữa. Chính là con Galaxy à a 31 cũng lấy còn một chiếc này, Đấy, 2 triệu 1 này. Galaxy S20 FE phiên bản của Hàn Quốc Trước mặt các bác đây là 3 cây S20 FE phiên bản Hàn Quốc và lô hàng này đẹp tầm 98%. Tất cả các chức năng hoạt động ok. Đấy, con này cấu hình cực kỳ ngon luôn. S20 FE màn hình AMOLED 6.5 inch, 120 Hz và chip của nó là chip Qualcomm Snapdragon là 865. Đấy, có hỗ trợ 5G và game của gọi đồng thời các bác nhá. phiên bản Hàn Quốc này, giá hiện tại nó bán cho các bác S20 FE này là 4.2 tặng đầy đủ cho bác sạc cáp, ốp lưng và giá màn hình S20 FE và trong cái tầm tiền hơn 4 cổ thì xem còn con nào không? 4 cổ hết rồi các bác nhá. Bây giờ em giới thiệu với bác những dòng máy trong tầm tiền hơn 5 cổ Đầu tiên chính là con S21 5G, con này nhỏ gọn xinh xanh, hàng A đẹp 98%, zin đẹp đẹp luôn, ba cam sau một đèn flash này, đen xì luôn các nhá. Màu tím, màu đen, màu trắng, hàng A rồi phải nói các bác toàn hàng chọn rồi Con này thì nói chung hàng đẹp nên là giá nó sẽ cao hơn so với bình thường một chút, khoảng cao hơn khoảng 2 đến 300 các bác nhá. Con này thì hàng đẹp Nhỏ gọn, xinh xinh, RAM 8GB, bộ bên trong là 8 gb pin 4.000 Và chip Slab 888, 2 SIM 26 sóng, hỗ trợ 5G Đấy, Giá hiện tại em bán cho các bác màn hình 6.2 inch Giá là 5 triệu 4 các bác nha 5 triệu 4 hàng A S21 5G nhỏ Và trong cái tập tiền hơn năm cũ thì còn một cái mã là lốt 10 Plus Em còn một cây lốt 10 Plus màu đen Con này thì hình thức của nó viền hơi cấn, hơi phải tí Đây, hơi cấn, hơi phải đây Đấy. Nhưng mà con này được cái màn hình rất sáng đẹp các bác nhé quan trọng nhất là cái màn hình sáng đẹp thôi vì bọn này bây giờ thực tế là cái viền của nó để mà nói là đẹp keng thì nó cũng rất là khó có những cái lô thì em về cũng là đẹp keng nhưng mà lô đấy thì giá nó sẽ cao hơn con này thì hình thức của nó hơi phải hơn các bạn nhá là năm triệu tư màn hình sáng đẹp trong veo luôn nguyên cái màn hình gần như bằng cái máy này vậy năm triệu tư lốt mười plus ra mười hai hai năm sáu có thể nâng cấp và chạy phần mềm lên được hai sim năm triệu tư các bạn nhá và trong cái tầm tiền hơn năm cổ thì còn một cái mã là s 21 fe 5G phiên bản của Mỹ Con này thì mới về xong Màu đen, màu tím, đẹp 99% Tất cả các chức năng hoạt động ok 21 FE này nó sẽ to hơn con S21 thường Kích thước màn hình của nó khoảng 6,5 inch Và RAM 6, 128GB, pin 4500 Chip Slap là 888 Có hỗ trợ 5G, một SIM bản Mỹ các bác nhé Giá là 5 triệu 2 Hàng đẹp 99%, tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác Galaxy S21 FE. Và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu với bác trong cái tầm tiền mà trên dưới 5 cổ thì Em có một cái lô Samsung Galaxy Note 20 5G bản Hàn Quốc Bản Hàn Quốc thì đợt này cũng gần hết hàng rồi Cũng còn có vài chiếc này thôi Giá thì loanh quanh có hơn 4 triệu hàng phẩy các bạn nhé Đây 4 triệu 600 nghìn này 4 triệu 6 này 4 triệu 7 này Hàng zin phẩy nghĩa là trên viền của nó các bác nhìn nó xước này Đấy, Các bác nhìn chưa Nó sẽ xước viền như vậy Giá thì bán cực kỳ rẻ luôn Rẻ hơn bình thường cả 5-700 nghìn là cái chuyện bình thường luôn các bạn nhé Con này thì màn hình sáng đẹp trong veo tất cả các chức năng là hoạt động ok bộ trong là 256 GB RAM 8 GB thì chip Qualcomm Snapdragon 865 giá hiện tại nó bán cho các bác là 4 triệu 6 Samsung Galaxy Note 20 phiên bản Hàn các bác nhé còn nếu mà các bác nào mà lựa chọn Note 20 bản Mỹ 2 sim thì các bác có thể lựa chọn đây Mỹ 2 sim 5 triệu 2 này 4 triệu 6 này cây 4 triệu 6 này các bác nhìn hình thức nó xước chưa lưng của nó này Đấy, các bác nhìn nó xước của cái cây 5 triệu 2 hai này thì lưng đẹp hơn các bác nhá. Đây, lưng đẹp hơn, cây 5 triệu 2 đẹp hơn. Cây này chắc em sẽ giảm giá xuống. Đấy, thì cái này là hình thức của nó sẽ viền của nó sẽ hơi phải một tí ví dụ cây 46 này đương nhiên là nó sẽ xước hơn rồi Đấy, 46 này có nhá nhìn viền nó hơi xước này nhưng màn hình thì sáng đẹp trong veo và không ám ố không lưu ảnh tất cả các chức năng là hoạt động ok hai sim hai bản mỹ Đấy, 4 triệu sáu năm triệu hai Đấy, thì bác nào mà thích màu nào thì các bác vào chung kết màu đấy các bác nhé Còn ngoài ra thì cái dòng lốt 20 năm g em mới về được cả bản Việt Nam Bản Việt Nam này anh em sẽ dùng là hai sim vật lý Ghiêm của ngoại và bộ trong của nó là 256 gb Nó sẽ gấp đôi cái phiên bản của Mỹ Và lại còn dùng được hai sim Và lại còn ghiêm của ngoại Đấy thì giá hiện tại em đang bán là 4950 4 triệu 950 nghìn Hình thức của máy đẹp tầm 97% Đấy các anh nhìn nhé Tầm 97% Đấy, viền của nó thì trên viền cũng có những cái vết xước vết phải nhẹ không thể tránh được đây có nhìn chưa Đấy, vậy là phải phải siêu nhẹ thôi trong cái tầm tiền 4 triệu 950.000 một con Galaxy Note 20 5G phiên bản của Việt Nam màu đen và màu bạc à màu đen và màu đồng các bác nhá. Đấy, 4 triệu 950 000 Và cái sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác trong cái tầm tiền hơn 6 cổ đi. Chính xác là hơn 5 cổ thì đúng hơn, bởi vì sao? Con Galaxy này thì trong cái tầm tiền trên dưới 5 cổ thì chuẩn xác nữa các bác nhá. Trước mặt các bác đây chính là S21 Plus bản Mỹ mà bên em đang có rất là nhiều 21 Plus bản Mỹ. Đây, 21 Plus bản Mỹ, hàng zin, hình thức phẩy, giá loanh quanh 5 triệu tư, 5 triệu rưỡi là các bác đã được sở hữu một chiếc rồi. Trước mặt các bác đây là màu đen, màu tím và màu bạc ba con Samsung S21 Plus 5 triệu 4, 5 triệu rưỡi Đại loại là nó cũng gần như ngang giá nhau Hình thức của nó trên viền cũng có vết phải này, phe phải này, đấy, vết xước này đấy, Các bác nhìn chưa, có những cái vết xước, vết phải như vậy Nhưng mà giá thì cực kỳ tốt Con này các bác sẽ được sở hữu cho em một quả màn hình AMOLED 6.7 inch và hai sim 26 8 1 8 ghi chip quan con slap là 888 màn 120 hẹp các nhé có hỗ trợ 5G đấy bản Mỹ hình thức phải giá 5 triệu 2 à 5 triệu 4 5 triệu rưỡi là các bác đã được sở hữu rồi còn ngoài ra có những con 5 triệu 2 này thì không nói rồi con 5 triệu 2 này thì thức của nó xấu này Đấy, cam kiếp các kiểu đây nó hơi xấu thì uh, giá 5 triệu 2 các bác nhá đây cam trên cùng này thì thực ra nó cũng không dùng đến nhưng mà chụp ảnh thì vẫn không ảnh hưởng gì trông nó hơi xấu thôi Đấy, cam trên cùng này nó hơi xấu nha các bác nhá rồi viền nó hơi xước này thì cây này rẻ hơn cây kia là 300 nghìn cây 5 triệu 2 tặng đầy đủ cho bác ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác màn hình sáng đẹp trong veo nhá chỉ có một cái hình thức nó hơi xấu hơn thôi và ngoài ra thì bản Mỹ em có cả hàng đẹp căng hàng mới 99 phần trăm thì em có cả bản Mỹ này màu tím và màu đen mới 99 phần trăm và tất cả các chức năng hoạt động ok Đấy con này đẹp căng luôn con này thì uh, nét này nẹt rồi Đấy, chả có gì để mà nói nữa rồi 6 triệu 2 các bạn nhé 6 triệu 2 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho bác, màu đen và màu tím. Đấy thì uh, có mấy cây uh, hàng đẹp keng 99 này thì bác nào mà thích đẹp thì các bác có thể chơi loại này các bác nhá. Đẹp keng, nét này nè 6 triệu 2 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho bác. Samsung Galaxy S21 Plus. Ngoài ra S21 Plus thì nếu bác nào mà cần mỗi trong nhiều thì các bác có thể chơi cái bản 256GB phiên bản Hàn Quốc này. 256GB bản Hàn, giá 5 triệu 8 nha các bác nhá. Hình tức thì tầm 97%. Đấy, màu đen và màu hồng. 5 triệu 8 Có cả màu tím nữa luôn Và bây giờ thì em giới thiệu cho bác Những dòng máy trong tầm tiền hơn 7 củ Hơn 7 củ thì em sẽ giới thiệu cho bác Hôm nay có hai chiếc Samsung Galaxy S22 22 Plus Đấy, 22 Plus bản Mỹ hai chiếc hàng A đẹp 99% các bạn nhìn thấy hai chiếc một chiếc màu hồng và một chiếc màu trắng hàng A đẹp 99% nét nè nẹ nẹt luôn các bạn nhé Đấy, tất cả các chức năng là hoạt động ok thì hai con hàng A này là bản Mỹ, hai sim RAM 8 128 GB, chip slab là 8 gen 1 pin 4500. Đấy, con này thì giá hiện tại em đang bán cho các bác là 7 triệu 700 000 Và trong cái giá này thì bao gồm đầy đủ ốp lưng, sạc cáp và giá màn hình đầy đủ cho các bác nhá. S22 cộng này. Đấy, giá hiện tại là 7 triệu 7. Đấy thì bác nào mà kết mà chốt thì các bác vào việc các bác nhá. S22 U22 Plus bản Mỹ, màu hồng và màu màu trắng, hàng A đẹp 99%, giá 7 triệu 7. Còn ngoài ra em có cả bản của bản của Hàn Quốc nữa nhưng bản Hàn Quốc thì hình thức của nó hơi xấu hơn đây các bạn nhìn này, Hàn Quốc 7 triệu ba các bác nhé và 7 triệu là các bác đã được sở hữu rồi đây 73 có cây màu hồng và cây màu đen này cây số 2 và cây số 6 này là 7 triệu ba màu hồng và màu đen còn hai cây này thì hình thức của nó thì em thấy nó cũng tương đối là được nếu bác nào kỹ tính quá thì các bác có thể đợi lô sau còn không thì thực tế thì nó hơi phe phải nhẹ này Nhưng được cái là cái giá nó êm 7 triệu 3 là các bác đã được sở hữu chip 8 gen 1 pin 4500 Màn hình AMOLED 6.6 inch nhé. Nói chung cực, cực kỳ chất lượng luôn Giá thì hiện tại đang quanh hơn 7 củ thôi thì, đấy, thì hàng đẹp thì 77 Còn hàng phải thì có 73 thôi các bác nhé là màn đấy còn bộ dưới trong của nó là 256 gb Chip 8 gen 1 pin 3 4000 rưỡi Mọi chức năng hoạt động ok Galaxy S22 Plus Bây giờ thì em giới thiệu cho bác những con hàng flagship đời cao hơn các bác nhá. Ví dụ như là lốt 20 cha, 21 cha và 22 23 cha. Đấy thì bác nào mà cần mua đời flagship thì bác xem loại này này. Đầu tiên chính là lốt 20 cha phiên bản của Việt Nam. Em đang có mấy chiếc hàng A đẹp tầm 99% lốt 20 Ultra thì mấy ngày vừa qua các bác lấy rất là nhiều con này thì các bác sẽ được sở hữu cho em một cái cụm camera zoom 50x để tia trị hàng xóm là một các bác nhá con này thì hàng lướt siêu lướt luôn đẹp tầm 99 phần trăm mọi chức năng hoạt động ok các bác nhìn đây. nguyên siêu viền inox luôn. Con này thì gọi là màn hình các bác ngồi các bác ngắm cả ngày cũng không một cái vết ám mố lưu ảnh gì các bác nhá. Đấy, màn hình của nó là 6,9 inch, 2K cộng và 120 Hz. Phiên bản này là phiên bản của Việt Nam thì anh em sẽ được sở hữu là hai sim vật lý và ghiêm của ngoại này, máy hàng A đẹp 99% này. RAM 8 g và bộ trong của nó sẽ lên tới là 256 g Đấy, con này thì giá hiện tại nó bán cho các bác là 8 ,3 triệu 3 các bác nhá. Bản Việt Nam 8 ,3 triệu 3. Còn ngoài ra thì em có cả phiên bản của Mỹ và phiên bản của Hàn nữa này. Đây hôm nay nó nhiều quá các bạn. Phiên bản của Mỹ thì còn cây màu đồng, đẹp 99%, bản Mỹ thì ra 12 trên một chai 8 g mới cứng cựa. Đấy con này giá hiện tại nó bán cho các bác là cây này là 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 8 triệu 3 bằng giá mấy cái phiên bản của của của, của Việt Nam các bác nhá. Còn bản Mỹ thì có một cây hàng phẩy 98%, nói chung là nó gọi là hàng phẩy thôi nhưng mà nó cũng đẹp 98%. Thì cây này giá 7 triệu 8, rẻ hơn 500 000 so với cây đẹp kia thực tế thì nó cũng gọi là như kiểu một chín một thôi một hoa hậu một á hậu thôi nó cũng gần như nó cũng một chín một với nhau các bạn nhá đấy cây màu đen bản mỹ chín tám phần cây này thì uh, siêu lướt luôn viên vùng các kiểu ok cho các bác đấy giá hiện tại cây này đang bán cho các bác là bảy triệu tám các bác nhá một cây lốt hai mươi ultra màn hình phải nói các bác là đẳng cấp luôn bảy triệu tám rồi có một cây lốt hai mươi ultra bản hàn quốc để, để bác nào thích bản hàn quốc thì chơi con này hai trăm năm sáu ra mười hai chip thì uh, Slap 865 Plus màn hình 2K cộng 120 hz bản về Hàn Quốc có hỗ trợ 5G ghiêm cuộc gọi đồng thời nhưng cái bản Hàn Quốc này chỉ dùng được một sim thôi ấy thì cây này giá cho các bác là 8 triệu 2 các bác nhá 8 triệu 2 đấy thì hôm nay có một ít nốt thang Ultra như vậy bác nào thích con nào thì các bác vào việc qua cái Zalo kia ấy nhiều bác cứ hỏi chung chung em là nốt 20 ultra bao nhiêu tiền thì cùng nó có máy có cây 7 triệu 8 có cây 8 triệu 2 thì có cây bản Việt bản Mỹ thì bác nào phải thích con nào thì anh em vào việc con đấy đấy ví dụ như là bản Hàn Quốc thì nó một sim nhưng được cái là ra 12 256 còn bản Việt Nam thì hai sim nhưng mà RAM của to có 8 256 thôi đấy rồi bản Mỹ thì là ra 12 128 đại loại là mỗi con nó có ưu nhược điểm khác nhau các anh em nên là các bạn là thích con nào cảm thấy nó phù hợp con nào thì anh em vào việc con đấy nó dễ và sản phẩm tiếp theo chính là S21 Ultra 21 Ultra thì các bác biết rồi, bên em đang có cả phiên bản Hàn và phiên bản của Mỹ. Nếu bác nào mà dùng hai sim thì các bác chốt ngay cho em ba con phiên bản của Mỹ này cho em. Hàng lai lưu đẹp 99,69%, camera 100x đẹp không một tí vết các anh em. Con này là hàng không một tí vết luôn. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Anh em sẽ được sở hữu một quả màn hình AMOLED kích thước là rộng là 6,8 inch, màn 2K và RAM 12 128 pin 5000, chip slot là 888, màu đen màu bạc, giá hiện tại em đang bán cho các bác cây này là 8 triệu 800 000 các bác nhá. Tặng ốp lưng sạc cáp giá màn hình đầy đủ cho bác. Còn ngoài ra, Galaxy S21 Ultra em có có cả hàng A trừ đẹp tầm 98%. Hàng A trừ này đang có giá là 8 triệu 2. Đấy, hàng A trừ đẹp 98% này. Con này thì uh, chất lượng máy thì nó cũng hơi phe phẩy nhẹ một tí ở trên viền như này thôi. Còn lại thì nó không có lỗi lầm gì hết và tất cả mọi chức năng là hoạt động ok cái lô này thì em vẫn còn vài chiếc nữa và nói với các bác là nếu mà các bác mà dùng bình thường thì thực tế các bác dùng con a này nó quá ok rồi các bác giá hiện tại cho các bác là 8 triệu hai và tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho các bác Ngoài ra thì em có cả phiên bản của Hàn nhé các bác Phiên bản Hàn thì đây, Hàn thì cũng gần hết hàng rồi, Hàn thì chỉ còn vài cây thôi. Đấy, S2 Ultra Hàn 8 triệu thì cây này hình thức của nó hơi phẩy. Bản Hàn này thì được cái bộ trong là 256 g nhưng mà nó chỉ dùng được một sim thôi. Hình thức thì viền hơi xước các anh nhá. Nhưng mà màn hình thì sáng đẹp trong veo và không ám mố không lưu ảnh và tất cả các chức năng là hoạt động ok hết. Đấy thì phiên bản này là phiên bản của Hàn Quốc này Đấy, thì giá hiện tại đang loanh quanh cho các bác là 8 triệu cây này hình thức xấu nha các nhá hình thức phẩy này rồi có một cây màu bạc Cây bạc này hình thức của nó cũng tám cổ Cây này thì hình thức của nó tám cổ thì trên viền của nó cũng có phải Nhưng mà cái màu bạc này khi mà nó phải trên viền này nó rất là khó nhìn luôn Rất là khó nhìn luôn Đây này nó có những cái vết phải nhẹ nhưng mà rất là khó nhìn Đấy nó lấm tấm nhẹ này nhá Phải nghiêng di bóng điện thì mới thấy được Con này giá hiện tại em đã bán cho các bác cũng là 8 triệu Đấy tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp dán màn hình cho các bác luôn và sản phẩm tiếp theo chính là S22 Ultra và S23 Ultra là hai cái dòng cuối cùng trong clip ngày nay mà em giới thiệu cho bác. Nếu bác nào dùng một sim thì các bác quất bản Hàn hai sim quất bản Mỹ và em giới thiệu cho bác bản Hàn Quốc trước bản Hàn Quốc 256 gb em đang có hai chiếc hàng hàng phẩy đây hai chiếc tầm 97 phần trăm một chiếc màu đen và một chiếc màu xanh ở à, đâu một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng thì chính xác hơn Đấy, chiếc màu đen trắng và chính xác hơn này cây số 1 và cây số 4 10 triệu 2 ra 12 256 g hình thức 97 trăm Đấy, hình thức 97% các bác nhá. Một cây màu đen và một cây màu uh, màu trắng này. Hai con này giá cho các bác là 10 triệu 2, pin 5000 chip slot 8 gen 1. Tất cả các chức năng hoạt động ok màn hình 6.8 inch 2K cộng 120 Hz các nhá. Đấy cây uh, số 4 và cây số 1 này là 10 triệu 2 này. Rồi uh, có một cây màu xanh hình thức phẩy, cây này là 10 triệu 2 nhưng giảm 300. Còn 9 triệu 9, 9. Cây này 9 triệu 9 thì hình thức của nó này nó hơi phẩy hơi xước các bác nhá. Nó hơi xước hơn so với những cây kia. đấy các bác nhìn này, đấy nó hơi xước hơi cấn hơn thì cái này giá cho các bác là 10 triệu à 9 triệu 9 tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho các bác đấy nó hơi phải hơi xước như thế các bác nhá còn nếu bác nào mà thích đẹp hơn mà có bản 256 g cây này thì em đánh giá nó phải tầm 98 đến 99 thì cây này giá cho các bác là 10 triệu 8 cây 22 ultra 256 g màu xanh cây này phải 10 triệu 8 nhé nhá đây qua nhìn hình thức viền ok chưa Đấy, cùng làm một con 22 Ultra 256 g Có cây chỉ có 9 triệu 9 Có cây đến 10 triệu 8 chênh nhau đến gần 1 triệu là cái chuyện bình thường luôn các anh em Đấy, Còn chưa nói đến nó chỉ cần lỗi nhẹ hoặc ám nhẹ thôi Giá nó có thể rẻ hơn 3 đến 500 là cái chuyện bình thường Thậm chí rẻ hơn cả triệu nữa là cái chuyện bình thường luôn Đấy, Thế nên là cùng là một con 22 Ultra Có cây ví dụ cây này, cây xanh này Đấy, Em đang giảm còn 9 triệu 9 Nhưng mà cây này thì tận đến 10 triệu 8 Tranh nhau 900 nghìn Thì các bác nhìn này, đương nhiên là nào nó phải khác nhau rồi lưng của nó hơi con này hơi lấm tấm nhưng con này lưng nó đẹp như này các bạn các bác nhá đấy thì các bác viền cũng thế này viền một con nó như ngọc tờ ring như này nhưng một con thì nó sẽ như á hậu thôi đấy, các bác nhìn chưa đấy viền một con nó đẹp như này còn một con nó phải hơn thì đương nhiên nó chênh nhau cả triệu là cái chuyện bình thường luôn các bạn nhá còn cát chức năng thì ok hết không có một cái lỗi lầm gì mọi chức năng là hoạt động ok ngon lành cánh quất đấy thì đây chính là con S 22 mươi Ultra 256 gb Đấy, giá thì loanh quanh 10 triệu 9 này, à 10 triệu 8 này, 10 triệu 2 rồi rồi 9 triệu 9 là các bác đã được sở hữu. Còn ngoài ra nếu bác nào mà cần bản Hàn Quốc mà cần bộ trong nhiều 256 g thì bên em vẫn còn hai chiếc 200 à 512 g thì bên em vẫn còn hai chiếc 512 g một chiếc màu đỏ và một chiếc màu xanh các bác nhá. Hai con này cũng là gần như là hàng siêu lướt đẹp 99%. Đấy siêu lướt 99% này, một con màu đỏ và một con màu xanh. Hai con này giá hiện tại đang bán là 11 triệu 8 và tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho bác nhé S22 Ultra phiên bản của Hàn Quốc Còn ngoài ra có S22 Ultra bản Mỹ 128GB thì là 10 triệu 900 nghìn Bản Mỹ thì còn một cây màu trắng duy nhất vào cuối cùng thì thôi Cây này đẹp nguyên siêu viền ni nông dây bóng mới 99,69% Màn hình 6,8 inch 2K cộng 120 hạt Pin 5000 chip 8 gen 1 loa kép sạc nhanh bút pen các kiểu đầy đủ bác Một cây màu trắng mới nguyên siêu Cây này giá cho các bác là 10 triệu 9 này rồi à, nếu bác nào mà thấy một gb g thì nó kém quá thì các bác có thể chơi đến 256 gb 256 gb thì em đang có màu xanh và màu đỏ, Đấy, đẹp 99% thì giá hiện tại là bán là 12 triệu 5 các bác nhá, 12 triệu 5 nguyên siêu việt đi đồng chí bóng đẹp keng luôn, đây là 12 triệu 5 này, rồi à, ngoài ra em có cả cái phiên bản gọi là bom tấn 512g để cho dành cho những cái sếp nào mà thích gọi là lưu mua mảnh nghèo cũ nhiều ấy, thì các bác chơi ngay cái phiên bản 512 gb này cho em 512GB màu xanh và màu đen các bác nhá. Mỗi một màu nó có một cái led đẹp riêng. Đấy, mỗi một màu nó có một cái led đẹp riêng của nó. Thì các bác nào thích màu nào thì anh em quất màu đấy các bác nhá. Con này thì uh, phiên bản 512GB RAM 12, pin 5000, chip slap là 8 gen 1. Tất cả các chức năng là hoạt động ok. Đấy S22 Ultra 512GB giá 13 triệu các bác nhá. Có màu đen và màu uh, màu xanh. Và sản phẩm cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em giới thiệu cho các bác siêu phẩm S23 Ultra Hai Bang Cha thì hôm nay thì bản 512 g thì em có màu trắng rồi. Còn em sẽ giới thiệu cho bác trước là cái phiên bản 256GB. S23 Bang bản Hàn Quốc là bản cao cấp nhất trên tất cả các phiên bản hiện tại của dòng Hai Bang Cha các bác nhá. Vừa ra 12 g mà lại còn bộ trong 256 g vừa hai sim và game của gọi đồng thời. Đấy còn có hỗ trợ 5G và game của gọi các bác nhá. Hai sim 26 này, IMEI 1880, IMEI rất đẹp này. 1887 nữa này. Qua đây thì màn hình 6.8 inch 2K cộng, 120hz, chip 8 gen 2 pin 5000, camera 100X và 200MP Đấy, loa kép sạc nhanh, bút S-Pen, các bác có thể vẽ vòi, vẽ vượn, các kiểu thoải mái các bác nhé Rất nhiều tính năng hay hoa trên cây bút này Giá hiện tại đối với dòng Hai tra 256GB Hàng A trừ thì nó đẹp tầm 98-99% đến 99%, Thì nó bán là 16 triệu năm 16 triệu năm thì có màu xanh quân đội này, màu đen này, màu trắng này và màu hồng của các bác nhé 4 màu luôn, đầy đủ 4 màu cho các bác lựa chọn luôn Galaxy S23 Ultra đầy đủ 4 màu để cho các bác lựa chọn Giá 16 triệu 500 nghìn Tặng đầy đủ ốp lưng sạc cáp giá màn hình cho các bác Đấy các bác nhìn phê chưa Đấy, Galaxy S23 Ultra này Đấy, Hàng rất đẹp luôn các bác nhé Nếu mà gọi là xoay kỹ Phải bê kính nhìn vi xoay Thì mới thấy được những cái vết phải này đây Ví dụ này Đấy, các bác nhìn chưa? Có những cái vết siêu bé như này thôi Đấy, Thì thì đây gọi là hàng A trừ Và đẹp tầm 98 đến 99% có những cái vết phải như thế còn về cơ bản thì một con máy gần như rất đẹp các bạn nhé rất là mới luôn đây các bạn nhìn này. tổng thể một con máy rất mới luôn các bạn nhé Đấy, tất cả các chức năng hoạt động ok Đấy, không một cái lỗi lầm gì hết giá là 16 triệu năm đối với phiên bản 256 g bản Hàn Quốc này thì nó là nhất đầu bảng rồi 256 g đi kèm với RAM 12 chip 8 gen 2 và đây là con máy này là phiên bản 256 g thì là 16 triệu năm còn ngoài ra có một con 512 g màu trắng thì con này là 16 triệu năm tiếp theo Đấy, có một cây thanh lý nốt bằng giá với phiên bản 256 GB các nhá. Con này hình như góc cũng bị cấn một cái vết nhẹ nhẹ. Rồi. À con này không bị cấn nhưng mà trên viền trên viền của nó các bác nhìn hơi lấm tấm phẩy này. Đấy các bác nhìn chưa? Hơi phẩy lấm tấm nhẹ. Đấy, còn có cái bọn này thì trên viền của nó đẹp hơn. Tại loại là nó hình thức thôi, chứ còn nó chả có làm sao cả thì em bán bằng giá với phiên bản của nó là 2 256 GB. Thì đấy cây này 512 hai hình thức hơi phẩy nhẹ một tí thôi các bác nhá. Gọi là hơi lấm tấm nhẹ thôi, còn lại các chức năng hoạt động ok. Đấy, giá hiện tại là 16 triệu năm bằng với phiên bản 256 g và đây cũng là dòng máy cuối cùng mà em giới thiệu cho các bác trong clip ngày hôm nay bác nào mà chốt mà kết chiếc nào nhắn tin zalo để đặt hàng qua số 0911 003 chín clip của em hôm nay đến đây là kết thúc xin cảm ơn và xin chào tất cả các bác hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo